Hi hey, mọi người, hôm nay mình mua được một con bò biển tươi sống cực kỳ ngon luôn Và mình nghe nhiều người nói con này còn có tên là dáng biển, không biết là đúng không nữa Lúc mà ta giao đến thì còn tươi sống nha mọi người, do mình để tầm 2 tí nó muốn chết rồi Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần giữa của cái bụng nó ra nè Rồi mình lấy cái phần ruột của nó, mình để là cái phần trứng nha Lúc mà mình tách ra thì cái sữa nó xịt lên nhìn rất là ngon luôn Lần này là mình muốn thử ăn cái loại mà có trứng có vị nó như thế nào Do mấy lần trước ăn không có trứng á mọi người Sau khi làm sạch thì mình sẽ đem đi hấp với xả nha Con này mình thấy hấp với xả là ngon nhất Mình hấp bằng cái nồi chiên của mình nha nha mọi người có hơi nước á mình hấp tầm gần 20 phút thì mình lấy ra cái mùi xả thơm cực kỳ nha mình ăn không hoặc là mình chấm kèm muối tiêu chanh cũng được nha mọi người còn bây giờ mình mời mọi người ăn bọ biển với kim nha con này có lẽ phải nói là con nhỏ nhất trong những con mình từng ăn luôn nhưng mà được cái giao đến thì còn sống luôn á mọi người có trứng Thật nữa Thịt của nó thì rất là béo và ngọt cực kỳ thơm không có mùi tanh nha và cái trứng của nó mình ăn mình nhai dần dòn rất là ngon và đã luôn và mùa này mua cái con này cực kỳ hiếm á mọi người Mày đặt trước một tuần thì mới có được cái con bò biển nhỏ xíu như vậy nè Nhìn ở ngoài thì giống con gián thiệt Nhưng mà không biết là phải con gián biển hay Và không Và mình cũng không biết là con này nhiều tên không nữa Bạn nào mà biết tên con này đúng thì hãy comment cho Kim biết với nha Chứ người thì nói bỏ biển Người thì nói gián biển không biết là tên gì luôn